Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nhung, trợ lý của bác sĩ Kim. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi và gặp một khách hàng tái khám ngực sau một tháng nhé. Chào Uyên, thì Uyên có thể chia sẻ, đầu tiên là mình có thể chia sẻ những cái trải nghiệm khi sau khi làm ngực không? Em thấy như thế nào? Dạ, cái đầu tiên em đến đây làm ngực á, cái ngày phẫu thuật á, là cảm giác không hề đau. Lúc đầu em rất là sợ, nhưng mà khi phẫu thuật xong em rất không có đau gì hết. Em có thể tự mình đi vệ sinh, tự vệ sinh cá nhân mọi thứ. Rồi thì không biết là cái cơ duyên nào mà Uyên biết tới bệnh viện Thẩm mỹ Em Cát, biết tới bác sĩ Kim á? Dạ chắc cũng là cái duyên, tại bạn em đã làm rồi đó chị. Giới thiệu qua cho em thì em cũng muốn thử một lần như vậy đó. Em liên hệ với chị, xong rồi em đến để làm luôn đó. Thì thường á, những cái khách hàng đang có dự định mong muốn làm á, thì cái đầu đường mổ ngay cái đầu ti á, dạ, thì mọi người hay sợ là mình hay bị mất cảm giác ngay đầu ti á, thì em làm sao em cảm thấy cái đầu ti như thế nào? Em vẫn thấy có cảm giác mà chị. Nó không, nó vẫn bình thường. Nó không có cảm giác là mất đi cái gì hết. Tới cái bữa em đi cắt chỉ nó vẫn còn cảm giác. Là lúc đó mình biết được đau chân ngứa là như thế nào, cảm giác như thế nào. Tới hôm nay là em hoàn toàn cảm giác được, không có bị. Dạ vâng, đúng rồi. Hôm nay em cảm nhận là được luôn. Thì sau khi em làm xong em thấy là đội ngũ y bác sĩ nè, rồi nhân viên chăm sóc nè, rồi tư vấn viên nè, em cảm thấy như thế nào, có cái gì hay không hài lòng không? Dạ, nói là thật lòng thì không có cái gì em không hài lòng. Mọi thứ đều ok. Dạ. Ok. Thì không biết là Uyên có những cái lời nào muốn nhắn nhủ tới những bạn mà đang có mong muốn làm ngực không? Dạ. Em muốn thật lòng nhắn nhủ đến mọi người, ai mà có người tự ti như em hay là muốn làm ngực thì mau chóng đến Em Cát, mau chóng đến gặp chị để có thể tự tin hơn, có thể mặc những bộ đồ mà mình thích hơn. Cảm ơn Uyên, chúc Uyên luôn luôn tự tin xinh đẹp, và Tết này diện những cái bộ váy thật xinh để mà tự tin khoe dáng. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu mà các bạn muốn nhận nhiều ưu đãi và muốn có một cái dáng ngực xinh như là bạn Uyên, liên hệ với Nhung qua số điện thoại 0909013488 để được nhận được nhiều ưu đãi hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.